Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Phi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Phi. Chủ nhật này thầy Bá Phi sẽ cùng bạn lắng nghe câu chuyện mối tình cô gái Việt và chàng trai xứ sở Kim Chi. Chàng trai Hàn Quốc vì cảm nắng người giúp việc mà bỏ rơi bạn gái đầu gối tay ấp, cô gái đau đớn nhờ em gái liên hệ nhờ thầy Bá Phi giúp đỡ Hàn gắn tình cảm, để sớm kết hôn cùng nhau. Mời bạn cùng lắng nghe nhé. Không có gì thay đổi thì bọn chị sẽ kết hôn vào sang năm, nhưng mùng 3 tháng 11 vừa rồi anh sang Việt Nam gặp chị thì chị phát hiện ra tại Hàn Quốc anh đang có quan hệ tình cảm với một cô gái người Malaysia, cô gái này là làm thuê cho anh mỗi tháng 4 ngày. Và họ có quan hệ tình cảm từ tháng 8 năm 2019 đến hôm gặp chị phát hiện ra. Trong mấy tháng vừa qua chị đã nghi ngờ anh có người khác vì chị thấy anh gửi tiền về cho chị ít hơn và cũng ít quan tâm chị hơn. Hôm rồi chị cầm điện thoại của anh và thấy tin nhắn me xe họ gửi cho nhau 4 tháng qua ngày nào cũng nhắn tin gửi ảnh tự sướng. Ảnh họ chụp chung đi chơi với nhau, ảnh họ ngồi trong ô tô ôm nhau. Anh làm trong quân đội Hàn Quốc, đã ly dị vợ rồi, nhưng anh có trang trại làm thêm ngoài giờ. Vì vậy anh thuê người làm thời vụ, cô gái kia làm thuê cho anh, và anh định sang năm sẽ tiếp tục thuê cô ta. Chị xem toàn bộ tin nhắn của hai người trong 4 tháng qua và hiểu họ đang yêu. Khi chị hỏi anh, tại sao lại lừa dối chị? Anh chối nay là đó chỉ là nhân viên làm thuê. Và nếu em không thích, anh sẽ cắt cô ta không thuê cô ta làm nữa. Nhưng chị không tin bởi hiện tại chị đang ở Việt Nam sao có thể biết được. Chị yêu cầu anh phải gọi cô ta ngay để cô ta nhìn thấy anh chị. Anh gọi nhưng không thấy cô ta trả lời. Nhưng thực tình chị nghi ngờ anh gọi từ số không đúng. Anh đã quỳ xuống xin chị bỏ qua và khóc. Anh nói chị yêu mình chị và phủ nhận mối quan hệ kia. Khi chị đưa ra bằng chứng bức ảnh họ ôm nhau trong xe của anh vẫn phủ nhận. Từ hôm mùng 8 tháng 11, anh quay trở lại Hàn Quốc. Chị nói với anh sẽ không kết hôn với anh nếu anh không chứng minh cho chị thấy anh và cô gái kia cắt đứt quan hệ yêu đương. Anh nói với chị anh đã thôi rồi. Nhưng chị không tin, chị thấy tổn thương. Làm sao có thể tin được anh cắt cô ta trong khi 4 tháng qua ngày nào họ cũng gọi điện, nhắn tin và gửi ảnh cho nhau. Tự dưng chị phát hiện ra bắt cắt là cắt. Chị không tin. Cô Bá Phi à. Nhưng chị yêu anh quá nên chị đau. Và càng đau càng ám ảnh những hình ảnh của hai người đó chụp chung tất cả tin nhắn chị đã đọc hết. Chị đau lắm. Hiện giờ chị không gọi anh, không trả lời tin nhắn của anh vì chị đã nói chị không tin anh nữa. Khi nào anh chứng minh sẽ anh và cô ta cắt hoàn toàn chị sẽ quay lại. Anh nói anh sẽ để lại một tin nhắn với cô ta là không thuê cô ta nữa và không được nhắn tin cho anh cho chị xem. Xóa hết ảnh và mọi số điện thoại liên hệ với cô ta. Nhưng chị vẫn không tin. Bây giờ ngày nào anh cũng nhắn tin cho chị nói yêu chị, chờ chị. Chị không trả lời, nhưng lòng còn yêu anh lắm. Chị vẫn muốn kết hôn cùng anh, nhưng lòng chị đã tổn thương mạnh. Cô Bá Phi giúp chị dùng bùa yêu để dù anh ở xa vẫn luôn yêu và chỉ có chị thôi với nhé. Từ hôm chị gặp anh đến giờ đã hơn một tháng. Chị nói với anh là thôi anh và sẽ quay lại khi anh chứng minh được cho chị thấy anh và cô ta không còn liên lạc. Anh hàng ngày nhắn tin cho chị, nhưng từ hôm đó anh không gửi tiền cho chị nữa. Trước đây mỗi tháng anh gửi chị 50 triệu hoặc hơn, nhưng từ khi có con bé kia 4 tháng nay anh giảm xuống. Và từ hôm chị nói cắt ảnh, mặc dù anh xin chị đừng làm vậy và hàng ngày nhắn tin cho chị nhưng anh đã không gửi tiền về cho chị nữa. Hôm nay anh gửi cho chị bức hình chị và anh chụp chung. Bức hình đó anh làm ảnh nền điện thoại và chụp lại ảnh màn hình điện thoại gửi chị nói nhớ chị. Nhưng anh không để ý khi chụp màn hình điện thoại đó ở dưới màn hình lại có nick chat của một cô gái hiện ở ngay bên dưới. Chị đã không trả lời tin nhắn của anh 2 tuần rồi. Khi nhìn thấy đích chat của con nào đó chị nổi khùng. Chị nhắn tin nói anh, đồ phản bội, lừa dối, người đa tình, lăng nhăng. Cô Bá Phi ơi giúp chị đưa anh về với chị, như vậy chị mới kết hôn cùng anh.
mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Tá Phi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Tá Phi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy Tá Phi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Tá Phi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Tá Phi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Tá Phi. Bốn, liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.